Và theo như các nhà khoa học, thì thức ăn của rắn hổ mang chúa chủ yếu là các loài rắn khác, bao gồm những loài rắn có độc và không có độc. Và nó gần như không ăn các loài động vật gặm nhấm, cóc, nhái trừ khi quá đói. Và theo BBC, thì người Vadi ở Ấn Độ nổi tiếng thế giới bởi kỹ năng nuôi và thuần phục rắn hổ mang. Những con rắn độc là nỗi kinh hoàng của nhiều người và trở nên hiền lành, biết nghe lời khi sống chung với người dân của bộ tộc này. Và để làm cho những con rắn hổ mang hung dữ nghe lời, thì người Vadi đã sử dụng kỹ thuật thôi miên bằng những tiếng kèn. Sau khi bị thôi miên, thì con rắn hổ mang sẽ dựng đứng, phồng má, lắc lư theo điệu nhạc của nghệ sĩ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, rắn hổ mang chúa là một loài được coi là có lượng độc nhất trên thế giới, bởi chỉ cần dính một lượng độc nhỏ của chúng thôi thì cũng đủ khiến cho con người cũng như là các loài động vật khác tử vong. Trong đó thì có hổ mang chúa Bạch Tạng là một loài bị thiếu sắc tố nên rất khó mà hiếm gặp. Thế nhưng mới đây ở Mỹ thì đã từng phát hiện ra một con rắn hổ mang chúa Bạch Tạng. Và tuy có vẻ bề ngoài tinh khiết và đẹp mắt, thế nhưng các nhà khoa học lại cho rằng loài rắn này có lượng nọc rất độc và nó đã cắn tử vong một con chó săn của một hộ gia đình gần đó. Và hiện thì loài rắn hổ mang Bạch Tạng này đang được người dân truy tìm cũng như là bảo vệ bởi loài bò sát nguy hiểm này. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về loài hổ mang chúa Bạch Tạng này nhé. Và để xem chúng đáng sợ và nguy hiểm như thế nào và chúng gây náo loạn ở đất nước Mỹ ra làm sao. Bạch Tạng là khởi nguồn từ các rối loạn sắc tố di truyền và đa phần những sinh vật Bạch Tạng sinh ra có da hoặc là lông màu trắng hoặc màu hồng, đôi mắt màu đỏ hoặc tím. Dù mang màu lông khác thường, thế nhưng trên thực tế, động vật Bạch Tạng lại không gây nguy hiểm cho con người. Và đối với các loài động vật, da có chức năng bảo vệ, chống lại kẻ thù và chấn thương. Thế nhưng đối với những động vật Bạch Tạng thì sắc tố da này sẽ khiến chúng dễ bị bỏng nắng, ung thư da và các vấn đề về sức khỏe khác. Đặc biệt trong môi trường hoang dã, màu da trắng sáng của chúng tạo nên những khó khăn khi lẩn trốn kẻ thù, dễ bị kẻ săn mồi phát hiện và tấn công. Vì sự hiếm hoi và vẻ đẹp của chúng, động vật Bạch Tạng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám đông tại vườn thú. Trong một số nền văn hóa thì chúng được coi là một sinh vật linh thiêng. Một, rắn hổ mang trắng, vẻ đẹp thần chết gây náo loạn nước Mỹ. Rắn hổ mang thì thường được xem là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất trong tự nhiên và chúng luôn ẩn nấp hoàn hảo và sẵn sàng tấn công con mồi của mình. Thế nhưng với khả năng này lại không được phát huy đối với một con rắn Bạch Tạng bởi ngụy trang không rõ ràng và không phải là một sự lựa chọn tốt dành cho chúng. Thế nhưng một con rắn hổ mang chúa trắng đã xuất hiện tại Los Angeles và đã làm náo loạn cả thành phố. Và theo như các nhà khoa học cho biết thì con hổ chúa này thuộc loài cực hiếm và nọc rất là độc và có thể làm tê liệt của các cơ bất kỳ loài nào, chẳng may nó chỉ cắn sau vài giây. Hiện thì người dân thành phố vẫn đang truy tìm và đề phòng về loài bò sát nguy hiểm này. Giới chức Trách đã cử nhiều cán bộ kiểm soát động vật tới thành phố Thousand Oaks để tìm con rắn hổ mang bạch dài 1,5 mét sau khi nó gây náo loạn và cắn vào cổ của một chú chó săn giống. Và theo như cơ quan chăm sóc và kiểm soát động vật Los Angeles thì con rắn hổ mang Bạch Tạng có nọc độc và rất nguy hiểm. Giới chức trách chưa xác định rõ người sở hữu con rắn này, thế nhưng nghi ngờ là nó đã trốn khỏi công ty cho thuê động vật Progress Film Fauna theo lời quảng cáo của công ty này. Họ sở hữu một con rắn hổ mang Bạch Tạng. Và con rắn có màu trắng nên chúng ta sẽ dễ phát hiện nó trong bóng tối, một người chuyên gia bắt rắn nói. Và việc sở hữu rắn hổ mang là bất hợp pháp ở California. Ngoài việc sử dụng chúng cho mục đích giáo dục và khoa học, việc sở hữu chúng bắt buộc phải có giấy phép. Và nó đã tấn công một con chó và con chó xấu số này đã bị chết ngay sau đó. Và hiện thì Los Angeles đang phát lệnh báo động đỏ, yêu cầu người dân cảnh giác cao độ và phải báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện loài bò sát cực độc này. Và nhóm tìm kiếm cũng đang tập trung các vùng lân cận quanh khu vực con chó bị cắn để tấn công.
Theo các chuyên gia, rắn hổ mang hoạt động nhiều nhất vào buổi sáng và thậm chí là cả ban đêm. Và theo như các nhà khoa học, do bị đột biến gen, thiếu sắc tố màu tối nên con rắn mới có màu sắc lạ như vậy. Và trên thế giới thì loài rắn bạch tạng đã xuất hiện ở một số nơi. Do bị đột biến gen nên sẽ có những con có nọc cực độc và có tính sát thương cao hơn các con bình thường khác cùng chủng loại và ngược lại. Và như con rắn này thì có thể giết người vài giây nếu như con người bị tấn công. Và những con rắn hổ mang chúa bạch tạng do thiếu sắc tố nên vô cùng hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu bắt gặp trong môi trường tự nhiên thì bạn nên nhớ rằng chúng hoàn toàn khỏe mạnh và chúng sở hữu một chất kịch độc và có thể giết con mồi một cách nhanh chóng. Và theo sách Tình trạng phân loại của rắn hổ mang thuộc Chinaja thì rắn hổ mang được xếp vào Chinaja với khoảng 32 loài đã được phát hiện. Rắn hổ mang chủ yếu phân bố ở châu Á và một số vùng ở châu Phi. Và rắn hổ mang bạch tạng là rắn mồi không có nguồn gốc từ California. Tại đây thì việc sở hữu một con rắn hổ mang mà không có giấy phép được coi là bất hợp pháp. Và loài rắn này thường sống ở các khu vực thuộc Đông Nam Á và có thể phát triển chiều dài hơn 1 mét. Và hổ mang chúa thì là loài rắn hổ lớn nhất thế giới, được ghi nhận dài tới 7 mét, nặng 35 kg. Và hổ mang chúa thuộc chi Ophiophagus. Và theo như các nhà khoa học thì thức ăn của rắn hổ mang chúa chủ yếu là các loài rắn khác, bao gồm những loài rắn có độc và không có độc. Và nó gần như không ăn các loài động vật gặm nhấm, cóc, nhái trừ khi quá đói. Và theo BBC thì người Vazi ở Ấn Độ nổi tiếng thế giới bởi kỹ năng nuôi và thuần phục rắn hổ mang. Những con rắn độc là nỗi kinh hoàng của nhiều người và trở nên hiền lành, biết nghe lời khi sống chung với người dân của bộ tộc này. Và để làm cho những con rắn hổ mang hung dữ nghe lời thì người Vadi đã sử dụng kỹ thuật thôi miên bằng những tiếng kèn. Sau khi bị thôi miên thì con rắn hổ mang sẽ dựng đứng, phồng má, lắc lư theo điệu nhạc của nghệ sĩ. Và trong khi đó thì rắn hổ mang chúa phân bố nhiều ở trên đất nước ta và ba địa danh được cho là có nhiều rắn hổ sinh sống. Đó chính là ở vùng bảy núi An Giang, đảo Phú Quốc Kiên Giang và vườn quốc gia U Minh Hạ. Và tại ba địa điểm này thì người ta đã từng bắt được một con rắn hổ mang chúa nặng hàng chục kg. Hai, rắn hổ mang bạch tạng Goya. Bạch tạng là một khởi nguồn từ các rối loạn sắc tố di truyền và đa phần những sinh vật bạch tạng sinh ra có da hoặc lông màu trắng hoặc hồng, đôi mắt đỏ tím. Và dù mang màu lông khác thường nhưng trên thực tế thì động vật bạch tạng lại không nguy hiểm cho con người. Và rắn hổ mang thường xem là một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong tự nhiên bởi chúng luôn ẩn nấp hoàn hảo và sẵn sàng tấn công con mồi của mình. Thế nhưng, khả năng này lại không được phát huy đối với một con rắn bạch tạng bởi ngụy trang rõ ràng không phải là một sự lựa chọn tốt dành cho chúng. Và con rắn bạch tạng này có tên là Goya, lại không có khả năng gây sát thương và hiện nó được nuôi dưỡng trong vườn thú vì không thể sinh tồn ngoài môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì ở Ukraine còn xuất hiện loài rắn bạch tạng hai đầu và cũng không có khả năng sát thương cao như con rắn vừa được phát hiện ở Los Angeles. Và theo hãng thông tấn AP đã từng đưa tin, vườn thú truyện cổ tích ở thành phố Yalta bên bờ Hắc Hải của miền nam Ukraine đã quyết định cho du khách được chiêm ngưỡng một con rắn bạch tạng hai đầu hiếm gặp họ mượn của người Đức. Và một con rắn hai đầu với khả năng suy nghĩ, săn mồi độc lập và thậm chí tranh giành thức ăn lẫn nhau đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý tại vườn thú của thành phố Yalta. Và theo như các nhân viên vườn thú thì đây là một loài rắn thuộc giống rắn vua có nguồn gốc từ California của Mỹ và bị bệnh bạch tạng. Nó được 3 năm tuổi với chiều dài cơ thể là 60cm. Và điều đặc biệt đó là hai cái đầu của con rắn có thể suy nghĩ, phản ứng và ăn uống một cách riêng rẽ. Thậm chí giành giật thực phẩm của nhau dù có chung một dạ dày và một trong hai cái đầu trông có kém linh hoạt hơn là cái đầu kia. Và Oleg Jabkov, giám đốc vườn thú Sakka đã từng kể lại rằng đôi khi một cái đầu bò về một hướng trong khi cái đầu còn lại thì lại bò đi về hướng khác. Khi đói thì cả hai đầu này sẵn sàng tấn công và lao vào tranh cướp thức ăn của nhau theo bản năng. Chính những đặc điểm này khiến các nhân viên chăm sóc phải làm một rào chắn giữa hai đầu của hai con rắn khi cho nó ăn. Và theo thống kê cho thấy thì lượng khách tham quan vườn thú đã tăng gấp đôi kể từ khi người con rắn bạch tạng hai đầu được triển lãm ở đây từ đầu tháng 7.
Và dự kiến thì con rắn hiếm gặp này sẽ tiếp tục lưu lại tại vườn thú Ukraine cho tới tháng 9. Và nhiều người đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy chú rắn này. Tuy nhiên, sau đó thì họ đều thấy hào hứng khi thấy hành động của nó. Và hiện, Sakka là chú rắn hai đầu duy nhất tại châu Âu. Quả là hoang mang và đáng sợ về loài rắn hổ mang chú bạch tạng này phải không các bạn? Chỉ mong sao là các nhà chuyên trách cũng như các nhà khoa học và các chuyên gia bắt rắn sẽ mau chóng tìm được loài rắn này để tránh gây nguy hiểm cho con người cũng như là các loài động vật khác. Và video đến đây là hết rồi. Cảm nghĩ của các bạn sau khi xem xong video này như thế nào? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc nhấn like và share để ủng hộ cho Giảng Mã TV. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tiếng hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giảng Mã TV ra những video mới nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.